Xin chào các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một trường hợp hay gặp ở trên chó, đấy là hiện tượng áp xe trên chó, cách xử lý cũng như là cái biện pháp phòng tránh. Thì đầu tiên là như thế nào là gọi là hiện tượng áp xe và nguyên nhân do đâu mà dẫn đến áp xe? Áp xe là những cái khối viêm, sưng nóng đỏ đau ở trên cơ thể bạn cún mà nó có thể nhỏ hoặc to tùy vào cái lực tác động. Có thể có những bạn nó chỉ to bằng ngón tay cái thôi, nhưng có những cái nó có thể to bằng nắm đấm hoặc thậm chí là bằng cả cái bát ô tô, cũng gọi là cái áp xe. Có nhiều vị trí áp xe, có thể áp xe lưng, áp xe bụng, áp xe phần sườn này, hoặc là có thể là áp xe ở phần mông đấy. Nhưng mà cái nguyên nhân ở đâu do là áp xe, có thể nguyên nhân thứ nhất là có thể do các bạn cách tiêm không đúng cách hoặc thuốc nó không tan, không xoa, không dây kỹ thì thành áp xe. Trường hợp thứ hai là côn trùng hoặc là bị côn trùng cắn đốt. Trường hợp thứ ba là do một cái lực nào tác động, có thể là do va hoặc đập hoặc là đánh, nó cũng có thể là tạo thành một cái lực gây nên cái áp xe. Thì cái hướng xử lý áp xe như thế nào? Với những cái khối áp xe nhỏ mà không quá to thì mới đầu, ban đầu nó sẽ cứng và nó đau thì các bạn phải cho dùng kháng sinh và kháng viêm trước. Trong vòng khoảng 5 ngày để cho nó già cái ổ áp xe. Khi nào nó chín, nó có hai hướng nhé. Nếu những cái ổ nhỏ ấy, sau khi các bạn cho uống thuốc thì nó có thể nó tiêu đi được. Còn với những cái ổ to, cứng, to hơn ấy, thì các bạn có thể uống nó chỉ để cho nó nhanh già hơn thôi, hóa mủ, và các bạn bắt buộc phải chích. Các bạn vệ sinh sạch cái vết áp xe đi. Ví dụ như bé này trước là bị áp xe này, vệ sinh cạo sạch lông đi, sau đấy thì sát khuẩn bằng cồn iốt, dùng một cái đầu kim khá là to đấy, có thể đầu kim hoặc đầu mũi dao, các bạn chích một lỗ, sau đấy thì nặn ra thì nó sẽ đỡ đau và nó sẽ hết. Đồng thời với cái thời điểm mà các bạn chích cái áp xe thì các bạn sẽ phải sau khi nặn hết cái mủ, cái nhân ở bên trong ấy, các bạn vẫn tiếp tục cho uống kháng sinh, nhưng khi nào nó xẹp hẳn thì thôi. Đấy là cái cách xử lý áp xe. Còn có một số những cái ổ áp xe như áp xe vú hoặc là ấy thì cái thời gian xử lý nó sẽ dài hơn do là nó có nhiều cái nhân ở bên trong. Đấy là cái cách xử lý vết áp xe và cái biện pháp phòng tránh áp xe. Thì thường thì mình chỉ khuyến cáo cái cách phòng tránh với cái vị trí tiêm thôi. Với những bạn mà chó bị ốm mà mua thuốc về tự tiêm để tránh áp xe thì mình khuyên thứ nhất là cái kỹ thuật tiêm các bạn phải có người giữ cho mình, để chữ chó cho mình, để tiêm cho khỏi bị động và cho nó chắc tay. Vì tay tiêm thì phải rất là chắc, và tiêm thì thường tiêm bắp sâu thì nó sẽ đỡ áp xe. Và thứ hai, không được tiêm dưới da, tiêm dưới da là rất hay bị áp xe. Thứ hai đấy là tiêm xong các bạn xoa kỹ, xoa thật kỹ, ngày có thể xoa 2 lần, mỗi lần khoảng 5 đến 10 phút thì cái áp xe nó sẽ đỡ tạo thành cái áp xe do tiêm hơn. Còn ví dụ các áp xe do nguyên nhân khác thì mình không thể kiểm soát được nhiều. Đấy, ví dụ như là bị côn trùng đốt thì hoặc là bị va đập thì cái đấy mình sẽ phải xử lý. Thì trên đây là những chia sẻ của mình trong cái trường hợp chó bị áp xe. Hy vọng là chia sẻ của mình có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.